Hành khách trên các tuyến xe lửa của Ấn Độ sẽ không phải than phiền vì chất lượng của những bữa ăn phục vụ trên xe nữa. Tất cả là nhờ một ứng dụng điện thoại mới tại quốc gia này. Chỉ một thao tác nhỏ trên điện thoại di động, hành khách trên các tuyến xe lửa của Ấn Độ sẽ lập tức được phục vụ đồ ăn tận nơi. Đây là một ứng dụng di động mới được phát triển ở Ấn Độ, nó cho phép hành khách đặt đồ ăn trực tiếp trên xe. Những món ăn này sẽ được giao đến tay khách hàng khi xe đến trạm dừng. Danh mục đồ ăn được phục vụ rất phong phú, từ đồ ăn nhanh của KFC, Domino cho đến những món ăn truyền thống của địa phương. Người dùng Ấn Độ cho biết rất hài lòng với ứng dụng này. Trước đây, đồ ăn trên các tuyến xe lửa ở quốc gia này vẫn bị than phiền là không có chất lượng tốt và thiếu vệ sinh. Việc tạo ứng dụng đặt đồ ăn trên xe được cho là một trong những biện pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ và cũng như hiện đại hóa hệ thống xe lửa của Ấn Độ vốn bị cho là bỏ bê trong nhiều thập kỷ. Đến cuối năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã chi 137 tỷ đô la Mỹ để đề ra kế hoạch hiện đại hóa hệ thống xe lửa trong 5 năm. Các kế hoạch về cải thiện chất lượng nhà bếp cũng đang được lên kế hoạch thực hiện.